cây, ba cây. Ủa chị em người miền Bắc hay người miền Nam? Hai anh Tuấn sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn và chưa bao giờ đi đâu. Chỉ có vài năm học đời sinh viên ở bên Đức thôi. Còn Tuấn là người Sài Gòn. Nhưng sao người Sài Gòn đi học bên Đức lại nói tiếng Hà Nội như thế à? Nói tiếng Hà Nội bởi vì toàn bộ gia đình là gốc ở ngoài Bắc và nhưng mà em là quốc tịch từ Dũ. Con à, có cả quốc tịch từ Dũ. Đối em 1+1 bằng mấy? Là 1+1 bằng mấy các bạn? Bằng 2. Các bạn sẽ biết trả lời 2. Nhà em có mấy anh chị em ạ? Dạ có 3. Như vậy 1+1 bằng 5 ạ? Dạ đúng. 3 là 1, mẹ là 1 cộng lại bằng 5. Bằng 5, dạ. Vân muốn hỏi, muốn đố em kìa. Vân đố đi Vân. Đối 1+1 tại sao bằng 102 đi Vân? Ủa tại sao bằng 102? Biết rồi, em biết rồi. Xin mời. Anh có muốn đổi câu hỏi không? Bởi vì em biết câu trả lời kia rồi. Em trả lời đi. Là làm Long Quân cộng Âu Cơ thì thành 102 đúng không? Vì cái trả lời đúng này em mới được hát. Trả lời sai chưa được hát. Bây giờ sẽ nhường sân khấu cho anh Tuấn nha. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị.